Năm 2023, Ban Quản lý Dự án thực hiện 31 dự án vốn đầu tư công, trong đó có 30 dự án làm chủ đầu tư, một dự án thực hiện ủy thác có quản lý vốn. Theo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, gần 938.700 triệu đồng. Tình hình giải ngân vốn đến nay đạt trên 79%. Kết quả phân bổ vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn và tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 là trên 550.448 triệu đồng trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương trên 386.950 triệu đồng. Ban cũng gấp rút triển khai thực hiện các dự án trọng điểm quan trọng trong năm 2024 nhằm đảm bảo tiến độ cả công trình, đồng thời công tác giải ngân đạt kết quả tốt nhất. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến thắng lưu ý một số vấn đề cần quan tâm và quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ngay trong những tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn để hoàn chỉnh nội dung báo cáo, dự thảo nghị quyết và chỉnh sửa sổ liệu báo cáo cho phù hợp